Hi, welcome back to my channel, Stats Critical. Chàng này nhìn giống như Vladimir. Chiếc xe từ từ thì đó thì các bạn mới hoàn thành được cái này. Ok, let's go. Wonder. Và đây là một trong những tựa game khá hay và hot trong những tháng vừa qua. Let's go. Tao đang leo mình. Và bây giờ phải chạy thôi. Okay.
Hình như mình nghe thấy tiếng bước chân. Bà ta hình như lại tỉnh rồi. Oh my god, bà ta đi ngay. Wow, đã hy sinh. Ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái thứ ba, House of Slenderia. Nhiệm vụ đầu tiên của tựa game này, nếu các bạn muốn bẻ khóa tựa game này, đó là các bạn sẽ phải đi tìm tất cả 8 mảnh giấy. Khi đó thì khi đủ 8 mảnh giấy, các bạn sẽ lắp vào đây và các bạn sẽ lấy được một chiếc chìa khóa để xuống dưới tầng hầm của ngôi nhà. Bây giờ thì mình sẽ đi tìm 8 mảnh giấy nào. Vào từ căn phòng 1, sau đó thì sẽ mở được cánh cửa, những cửa tủ ra xem có gì không. Đây có một chiếc chìa khóa. Căn phòng này không có gì. Phòng tiếp theo không có gì luôn. Sau đó thì sẽ lên trên tầng 2. Ok, let's go. Và khi đổ tắm ở giấy thì mình sẽ đi lấy một chiếc chìa khóa nào. Đấy không? Thank you.
Slenderman, rồi đang đi vào Slenderman. Ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang game tiếp theo. What? Bỏ lại xem đi thế nào. Setting. Cần gì đây? Hình như không được rồi. Wow. Rồi, và tiếp tục tự kiểm thứ 5. Sang lên, sang xuống, sang lên, sang lên, sang lên, sang xuống, sang lên, sang lên, sang lên, sang xuống, sang lên, sang lên. Thử lại một lần nữa xem. Ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái thứ 6. Let's go. Và trong thời gian này thì các bạn sẽ phải đi tìm những mẩu chìa khóa vàng. Và khi đủ những mẩu chìa khóa vàng thì các bạn sẽ mở được chiếc cassette này ra. Trong chiếc cassette này thì có một món đồ, đó chính là một quyển sách. Và quyển sách đó các bạn sẽ giải mã được từ cái này và thoát khỏi đây. Ok. Vào đây xem có gì không.
tiếng bước chân của một con quỷ. Wow, Slenderida. Vẫn chưa thấy một cái gì. Xong rồi các bạn hãy xuống dưới và tìm kiếm tiếp nửa mảnh chìa khóa còn lại. Và khi đó thì các bạn sẽ mở khóa kết sắt ra và hoàn thành được tựa này. Ok, rồi. Bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tựa kế tiếp theo. Trong Scary Momo vừa rồi thì các bạn có thể nhắn tin hay là có thể video call các thứ. Thì đó đều là một cái app để các bạn có thể gọi điện hay là trêu những người bạn của các bạn. Ok. Rồi. Đó,
khi bắn vào bà ta thì bà ta sẽ bị đờ trong vòng 1 phút. Và 1 phút này các bạn sẽ tìm kiếm được rất nhiều những món đồ. Tiếp tục các bạn sẽ để khẩu súng ở đây. Có gì khi bà ta dậy, tỉnh dậy các bạn lại tiêu diệt bà ta tiếp. Mã cốt đây. Các bạn sẽ mở dần dần ra. Tiếp tục một cuộn băng. Đó, và cứ như thế các bạn sẽ đi tìm kiếm tiếp những món đồ, sau đó thì sẽ mở vào bể khóa từ cái này và thoát khỏi nơi đây, thoát khỏi nhà bà Granny. Ok.